Rồi cảm ơn các anh chị rất là nhiều ạ à. uhm, chúng ta cũng gửi lời cảm ơn đến anh chị ban tổ chức trong buổi sáng ngày hôm nay ha à, để mà có được buổi dung như thế này thì đã có sự đồng hành hỗ trợ của rất là nhiều anh chị từ 4 giờ rưỡi sáng cho đến bây giờ à, cho các anh chị rất là nhiều những cái thói quen như là thói quen về um, giúp cho các anh chị có được cái thói quen lòng biết ơn buổi sáng thứ hai nữa là giúp cho các anh chị rèn luyện được cái thân thể của mình bao nhiêu số anh chị làm đầy đủ quy trình ạ à? yes được không ạ à? và giúp cho các anh chị cũng rèn luyện được lòng biết ơn mới sáng sớm và em nói các anh chị nếu như mà anh chị làm đầy đủ được những cái thứ như thế này thì thật sự rằng là liên tục điều đặn trong vòng 21 ngày liên tục cuộc sống các anh chị nó rất là thay đổi luôn tại vì không ai ngoài kia họ làm những điều đó các anh chị về cái lòng biết ơn buổi sáng sớm nó không mở mắt ra là anh chị đã biết ơn rồi đó là cái chuyện mà không ai có thể làm được có thể là ngày hôm nay các anh chị chưa được xuất sắc nhưng mà không phải thể... có nghĩa là mình chưa quen á Thành nên nó chưa được xuất sắc thôi nhưng mà tương lai nếu mà nếu mà chúng ta xét trong cái tình trạng dài hạn nhiều ngày nha kỷ lục trong nhiều ngày thì đó là một cái cái điều mà em nói với anh chị là không ai có thể đạt được level đó rất hiếm nha anh chị và khi mà các anh chị trở thành cái con người thành công rồi á, thì anh chị làm gì nó cũng thành công hết chứ. anh chị nói chuyện nó cũng khác mà anh chị ăn ăn uống nó cũng khác anh chị đi đứng nó cũng khác anh chị ngồi nó cũng khác nữa cái dáng ngồi của các anh chị nó cũng khác luôn rồi cái cách anh chị nói chuyện giao tiếp với mọi người nó cũng khác hẳn luôn anh chị và người ta cứ gọi là tâm sinh tướng cái tâm bên trong Cái anh chị được rèn luyện tuyệt vời là bên cái bên ngoài đó cái tướng bên ngoài tự nhiên nó đẹp nó đẹp mặt đẹp người hiền hậu nét na dễ thương đáng yêu có tư duy có trí tuệ có kiến thức làm gì nó cũng xuất sắc làm gì cũng hài lòng hết trơn á anh chị ha nó là theo muốn các anh chị rèn luyện trở thành người thành công cùng với theo. Khi anh chị trở thành người thành công rồi anh chị đi làm gì cũng tuyệt vời hết đó. Rồi anh chị mới giúp đỡ mọi người ngoài kia. Khi mà anh chị giúp đỡ mọi người ngoài kia rồi thì họ mới trả tiền cho các anh chị không mà. Rồi anh chị mới có nhiều tiền hơn được. Chứ không thể nào mà chúng ta ngồi, chúng ta đòi là hút tiền tới. Hả các anh chị? Bao nhiêu xin gì rõ điều này ạ nên là để mà có được cái chương trình zoom như thế này các anh chị phải nuôi cái lòng biết ơn của mình. Anh chị biết là phải có rất là nhiều anh chị ở đây họ đã phải thức dậy rất là sớm, sớm hơn các anh chị luôn. Để họ chuẩn bị một cái môi trường cho các anh chị vào. Nhưng mà đâu có ai trả lương cho họ đâu các anh chị? Các anh chị ha. Nếu mà trả lương bao nhiêu tiền ta cũng không có, không thể nào trả được cái công sức đó. Không có thuê ai được làm được điều đó đâu các anh chị. Đó nên là các anh chị phải luôn luôn nhớ mình ăn quả thì mình nhớ kẻ trồng cây mình đi tới đâu thì mình cũng luôn biết ơn anh chị nhé được không ạ à, mình biết ơn như anh chị ban tổ chức rất là nhiệt tình luôn và khi mà các anh chị biết ơn như anh chị mc nữa họ phải thức dễ rất là sớm chuẩn bị trang phục quần áo chỉnh chu lời ăn tiếng nói văn bản các thứ để mà lên hỗ trợ các anh chị tốt nhất và họ, mặc dù gia đình họ cũng đang ngủ đúng không ạ nhưng mà họ phải nói rất là to để mà cho các anh chị nghe chứ họ không thể nào mà nói nhỏ được các anh chị có hiểu những điều đó không mình nghĩ tới những điều đó để mình cảm thấy biết ơn hơn để mà mình đừng có xem thường những thứ mình đang có nha anh chị ha được không ạ mà chính cái cảm xúc biết ơn này nó sẽ là những cái thứ mà mang đến điều tuyệt vời cho các anh chị không có đâu xác không có đâu khác đâu các anh chị không cần phải làm cái điều gì to lớn đâu các anh chị chỉ đơn giản những cái thứ như đơn giản như thế này thôi. Ok anh chị ơi, ừ. và mình cũng gửi lời cảm ơn đến chị Thủy ngày hôm nay cũng đã góp phần cho một chút cái niềm tin có thể là ngày đầu tiên nên là chị chưa có tự tin lắm. Có nhiều thành công mà không biết nói thành công nào. Các okay, anh chị. Rồi đến chị nào đây mình có thành công thì mình cứ đăng ký ha. Trong cuộc sống các anh chị khi mà anh chị tham gia nhóm rèn luyện câu lạc bộ anh chị có sự thành công anh chị cứ đăng ký để mà tập quen các anh chị. Khi mà anh chị được uh, được cái cơ hội đứng trước ở đây mình được chia sẻ mừng thành công á là anh chị đang đứng trước hàng trăm người vài trăm người. Cái vài trăm người đó họ sẽ truyền năng lượng cho các anh chị và cái năng lượng này không có lấy đâu được hết. Anh lên như anh chị nào mình được lên mừng thành công thì mình trân quý ha. Những anh chị nào đây mình có thành công thì cứ đăng ký cho theo để mà theo um, cho phép các anh chị không ạ. Dạ rồi thì chúng ta sẽ bắt đầu cho cái buổi sáng ngày hôm nay hôm nay thì theo có một cái phần tiếp theo để giúp cho các anh chị hôm trước là chúng ta đã đi qua một cái việc đâu mà thì những cái bài chia sẻ của theo là nó sẽ xoay quanh trong cái việc là giúp cho các anh chị thành công hơn khỏe mạnh hơn và hạnh phúc hơn nên là những anh chị nào ở đây đó, nếu như mà anh chị đang gặp cái vấn đề về sức khỏe nó chưa thuận lợi về tài chính nó chưa tốt về cái sự hòa hợp mối quan hệ của mình nó chưa ok và có thể là những thứ đó đang tốt rồi nhưng mà các anh chị muốn nó tốt hơn nữa thì các anh chị có thể lắng nghe cái bài chia sẻ của thêu và rất là biết ơn các anh chị là luôn tin tưởng đồng hành đã có mặt ở đây để lắng nghe bài chia sẻ của mình xin ơn. cảm ơn các anh chị Thì đầu tiên là theo muốn cho anh chị hiểu một vấn đề như thế này nè Trong cuộc sống của các anh chị á Là chỉ cần anh chị muốn cái gì là anh chị sẽ đặt mục tiêu để đạt được cái điều đó ha. Một trong những cái điều thói quen đầu tiên mà các anh chị cần phải nhớ đó chính là Bây giờ anh chị đang mong muốn điều gì Thì anh chị chỉ cần đặt mục tiêu để anh chị sở hữu được nó là xong trước đây là mình không biết điều đó các anh chị những cái thứ mình muốn là mình nghĩ là mình không bao giờ đạt được thành ra là mình không bao giờ hướng tới không bao giờ hướng tới luôn thế ngày hôm nay em cho anh chị một cái quyền năng mỗi anh chị đây mình có một cái quyền năng có quyền được lựa chọn và ra quyết định thậm chí là con người bên trong các anh chị nó có thể giúp các anh chị đạt được cái mục tiêu đó luôn nên là, là mỗi tháng mỗi ngày anh chị phải biết được là mình đang hướng tới cái mục tiêu gì mình đang hướng tới cái điều gì đúng không ạ mình không thể để cho mình bị mông lung được anh chị phải kiếm một cái mục tiêu gì đó để anh chị đạt được thì khi anh chị không có cái mục tiêu gì hướng tới nên là tiền bạc nó không có nhiều hơn anh chị cũng không có đặt mục tiêu về sức khỏe cũng không đặt mục tiêu về sự hạnh phúc nên là điều đầu tiên đó chính là gì mình muốn cái gì thì mình đặt mục tiêu để mình đạt được nó. Hay người ta gọi là còn ra quyết định. Đó là bước số 1, bước 1 các anh chị ha. Bước 2 là bắt đầu anh chị phải làm cho mình tin rằng mình tin rằng là mình phải có được cái điều đó. Đây là cái công thức mà giúp anh chị có được tất cả mọi thứ anh chị muốn bạn có thể có được tất cả những thứ bạn muốn những cái thứ mà bạn khao khát anh chị sẽ không có tất cả mọi thứ nhưng mà anh chị sẽ có được cái thứ anh chị khao khát nha có cái thứ mà anh chị đang khát khao và anh chị đang mê mẩn nó hãy cho em hỏi anh chị là hiện tại anh chị đang có cái gì để mình chị hướng tới không thì hôm trước em có hỏi một cái người chị chị đang tham gia nhóm rèn luyện 60 ngày em hỏi là chị ơi hiện tại là chị đặt mục tiêu gì cho tháng tới chị, chị có đặt mục tiêu vào nhóm rèn luyện nhanh nhanh không thì chị nói là chị chưa chị đặt mục tiêu mà chị thấy không có tập trung lắm thế em cứ hỏi là Chị mong muốn mong muốn cho cuộc đời của chị là gì Mong muốn cho cuộc đời của chị là chị có thể làm ra nhiều tiền hơn chị có thể uh, phụng dưỡng được cha mẹ lo được cho con cái có một cuộc đời tự do tài chính vậy thì em hỏi là vậy chị có hướng đi nào để đi tới đó, đó chưa chị chưa các anh chị vậy thì chứng tỏ là trong những cái tháng gần đó là chị đó không có mục tiêu thì em nói là nếu mà chị đặt mục tiêu nếu mà chị trở thành một cái người doanh nhân chị cũng mới có thể làm ra nhiều tiền hơn chị tạo ra được cái dòng tiền tự động cho mình thì chị mới tự do tài chính được nhưng mà bây giờ chị chưa có phẩm chất của người doanh nhân thì sao nhỉ nên là cái việc đầu tiên là chị phải có một cái mục tiêu chị hướng tới anh chị hiểu không anh chị phải biết được ngay bây giờ mình phải hướng tới cái gì chị phải biết là mình hướng tới cái gì các anh chị cả một ngày đó cả một tháng đó là mình chỉ hướng tới cái đó thôi sau khi mà mình đã có một cái mục tiêu rồi thì mình sẽ bắt đầu tin tưởng tin tưởng rằng là vũ trụ tiềm thức sẽ hậu thuẫn cho mình đạt được kiểu gì đạt được chứ sau khi các anh chị tin tưởng thì các anh chị sẽ tìm ra con đường vũ trụ sẽ mang con đường tới cho các anh chị và có con đường rồi thì các anh chị làm thôi Các anh chị bước chân các anh chị đi thôi Anh chị đó không ạ Yes Thế thì bây giờ cái bước tin tưởng này là cái bước quan trọng nhất Cái bước này thì rất là hiếm Người có thể làm được nó thì hôm nay theo sẽ chia sẻ cho anh chị một vài cái kỹ thuật để các anh chị tin tưởng hơn nữa không? Ok không ạ? Ví dụ như bây giờ các anh chị đang có cái thu nhập là 10 triệu, 20 triệu một tháng. Các anh chị đang đi làm công ty, 10 triệu, 20 triệu một tháng. Bây giờ anh chị muốn là mình có thể có năng lực làm ra 100 triệu là nhiều một tháng. Bây giờ anh chị muốn là mình phải trở thành cái con người làm ra 100 triệu là nhiều một tháng. Cho em hỏi các anh chị là người có thu nhập 20 triệu với là người có thu nhập 100 triệu là nhiều một tháng. có khác nhau cái gì các anh chị? khác nhau cái gì nó nằm ở đâu ạ khác nhau đâu nằm đâu nằm ở đâu các anh chị nó nằm ở cái năng lực bên trong đúng không Vậy thì bây giờ các anh chị muốn nâng cái thu nhập lên thì anh chị phải nâng cái gì chắc chắn là anh chị phải nâng cái con người bên trong rồi bây giờ em hỏi cái chị là một cái hũ muối hay là một cái hũ vàng hay? cái nào nó đắt hơn Tất nhiên là vàng đắt hơn Tại sao vàng đắt hơn à? Tại vì vàng nó là hàng hiếm Muối nó là cái hàng mà coi như kiếm đâu cũng có chứ Ha anh chị Vậy thì anh chị có trở thành hàng hiếm của xã hội chưa Anh chị muốn mình bị mình được đắt giá Thì mình phải trở thành hàng hiếm của xã hội Hàng hiếm là cái gì Là mình làm được cái thứ mà người khác không làm được Mình biết cái thứ mà người ta không biết người ta thấy người ta không khỏe mạnh đúng không nhưng mà mình khỏe nè thấy người ta cứ kinh doanh thâm nở mất tiền đúng không nhưng mà mình kinh doanh ok nè mình kinh doanh ra tiền nè mình là thờ phừ phới nè thấy người ta gia đình cứ lặng đặng cãi nhau nhưng mà mình hạnh phúc nè mình có mối tình hạnh phúc mình có cuộc đời hạnh phúc mình có gia đình hạnh phúc những người xung quanh mình hạnh phúc wow có phải anh chị là hàng hiếm của xã hội không thì em hỏi các anh chị là cái người như vậy á sẽ tạo ra tiền nhiều hơn hay cái người mà sức khỏe cũng không có cái gì cũng không biết hết giữ cái sức khỏe cho mình cũng không biết luôn mà giữ cho mình hạnh phúc cũng không biết giữ luôn làm cho mình khỏe mạnh cũng biết làm luôn làm cho mình có tiền còn cũng không biết luôn nữa chị em hỏi các anh chị là phải hàng hiếm không thì mình mình phải rèn luyện để mình trở thành người đó. Trở thành cái người đó đi. Anh chị làm gì nó cũng có thể thành công được. Ok, bạn không biết khỏe mạnh đúng không? Tôi giúp. Tôi có công thức. Bạn không biết cách để hòa hợp với mọi người đúng không? Ok, tôi có công thức đây. Công thức của tôi đây nè Bạn muốn học không? Vô đây tôi hướng dẫn cho. anh chị đồng ý không ạ đó là tại sao mà vàng với muối đó, đó. vậy em hỏi anh chị anh chị là vàng hay anh chị là muối mỗi ngày á, anh chị mở mắt ra anh chị biến mình thành vàng hay biến mình thành muối cái gì trên cuộc đời này nó cũng có giá trị hết đó các anh chị cái điện thoại nó cũng đắt giá đó, điện thoại nó cũng phải năm mấy bốn mấy triệu cái cuốn vở nó cũng có cái giá của nó mua nó cũng cũng mười mấy nghìn cái bút nó cũng phải mười mấy nghìn cái gì nó cũng có giá các anh chị thế mà anh chị anh chị đáng giá bao nhiêu anh chị có rèn luyện cho mình để mình có có giá hơn không anh chị ha bởi vậy nên là mở mắt ra phải tu luyện cho mình khi mà mình có cốt lỗi của người thành công đi tới đâu mình cũng là người thành công Còn mình có cốt lối của người thất bại Có làm trời làm đất gì cũng thất bại Nên là rèn luyện cho mình Những cái phẩm chất thành công Nó là cái tài sản Tiền nó sẽ sinh ra từ đó Chứ không phải là mình ngồi đó Mình than cái tiền rớt xuống những Gì đó mà Thì mỗi ngày chị sẽ rèn cho thêm Một cái thói quen mới làm chủ được cái thân tâm trí của mình là điều tuyệt vời thì đến từ cái để mà anh chị tin tưởng một điều gì đó nó sẽ có nhiều cách như sau để mà tin được mình là người thành công và mình làm được thì nó phải có cái cách các anh chị Thế bây giờ anh chị đặt một cái mục tiêu là tôi gì nó cũng có 100 là nhận đó có nghĩa là cái công việc của các anh chị nó sẽ tự động diễn biến nó sẽ mách bảo cho các anh chị là à cái công công việc kinh doanh của mình tháng này là mình phải làm cái này cái này cái này nó sẽ ra đúng cái tiền đó đó là khi mà anh chị đã đã rèn luyện mình lên cái level đó rồi Hai anh chị hình hình dung không có một số anh chị là mình rèn luyện lên 50 triệu có một số anh chị là rèn luyện lên 100 triệu Cứ trung bình 3 tháng mà nó vẫn giữ thu nhập đó Là anh chị thấy rằng là cái cái con người các anh chị nó đang ở cái tặng số đó rồi Ok không ạ? Anh chị hình dung được không ạ? Vậy thì bây giờ mình phải tin Bây giờ làm sao để anh chị tin là anh chị là người có năng lực làm ra 100 triệu là nhũng thái vậy thì bây giờ mình phải gì mình phải tin ha thì cái cái điều đầu tiên á cái phương pháp đầu tiên các anh chị chính là cái sử dụng cái khoa học cộng nguyện cầu nguyện đây là giống mình ra quyết định đó các anh chị hay gọi là ám thị tự kỷ ám thị Hai cái gì ha cái tự kỷ âm thị là cái thứ mà anh chị phải làm Đó chính là mình tự mình nói với bản thân của mình Nói riêng là nó cũng tới à Mình nói riêng là mọi thứ nó dẫn Đưa đường dẫn lối cho mình Rồi mình cũng làm được thu nhập đó Anh chị nói không được một tháng Thì hai tháng, hai tháng được thì ba tháng, tháng Sáu tháng, một năm Hai năm, ba năm, kiểu gì nó không tới Nhanh hay chậm là tùy thuộc vào Cái khả năng đón nhận của anh chị thôi khả năng đón nhận giống như chị Thủy hồi nãy đâu mà lúc thì vô học cái lúc rồi ok rồi cái rớt ra mất năng lượng đó là khả, khả năng đón nhận đó các anh chị có nghĩa là cái khả năng khả, khả năng đón nhận nó bị dập dập có đó nghĩa đón nhận xong rồi bỏ bỏ xong rồi quay lại đón nhận nhận xong rồi dục, dục xong rồi nhận thì nó cứ dập lên dập xuống thì nó lâu còn anh chị tập trung vô thì năng lượng tập trung dồn hết cho nó thì nó sẽ nhanh hơn Okay, anh chị nhé đây là cái bước cái 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 thứ nhất á anh chị có thể dùng cái cách cầu nguyện cái cách mà giống như hồi xưa anh chị hay nguyện đúng không hay nguyện là ông bà nguyện ông bà này kia đúng không ạ nguyện chúa nguyện phật nguyện nguyện gì của các anh chị đó nhiều nguyện đó thì mỗi lần anh chị cầu nguyện thì anh chị sẽ tin hơn niềm tin anh chị nó sẽ cao hơn đúng không ạ à? ví dụ như anh chị nguyện không không thì anh chị sẽ ít tin đúng không nhưng mà anh chị nào ở đây mà mình có chúa có ông bà đó sẽ rất là tin đó thì mỗi khi mà anh chị cầu nguyện như thế cầu nguyện ở đây không phải là mình cúng nhang cúng đồ cúng tế gì hết các anh chị không phải là mình mua cho con heo bự ra xong mình đem cúng xong mình mình nói là mình cầu nguyện không cần các anh chị ha nguyện ở đây là từ trong lòng các anh chị anh chị nguyện ra Thì cái lúc mà anh chị tin những cái thứ đó thì tiếng nó nhỏ nó không có nói gì hết trơn. Tiếng nó nhỏ nó không có phản kháng các anh chị. Bao nhiêu xin chị đây mình vô mình vô những cái nơi linh thiêng có bao cùng cầu nguyện. À, xin Chúa xin, Ph... à, xin thầy xin xin, uh, xin Phật hãy cho con thường lộ bình an cho công việc kinh doanh của con đạt 100 triệu lợi nhuận trong tháng. Thế thì mà anh chị cầu chú anh chị có bị tiếng nó nhỏ không? Tiếng nó nhỏ nó có cả lại anh chị không? Ừ, thu nhập chỉ có 10 triệu một tháng 20 triệu một tháng mà đòi đâu ra mà trăm triệu từ xưa giờ học mà chưa hết lớp 3 nữa chưa hết lớp 12 nữa mà mà làm gì để ra được cái thu nhập đó các anh chị nó à? bắt đầu nó cãi các anh chị nhưng mà khi mà anh chị cầu nguyện trong những cái nơi linh thiêng thì anh chị không có tiếng nói nhỏ anh chị sẽ tin tưởng đúng không tại vì anh chị tin những cái nơi linh thiêng đó có ai mà bước vô mấy cái nơi đó mà 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 không tin tưởng không đâu có dám đâu mà tin hết cái nơi đó là anh chị tin ghê lắm đúng không? thì thì nếu anh chị nào đây mà mình đang tin tưởng một cái cái đạo đó một cái cái gì đó anh chị cứ sử dụng không cần biết đúng hay sai chỉ cần biết anh chị tin là được và anh chị nhớ là mình đừng có tin, tin cái gì nó ghi hại cho mình ha ok mà đó là cái cách có thể anh chị sử dụng Hồi xưa thấy ông cha mẹ mình hay tên ông bà Tên bà nội Bà cố Tên bà cố Nó là cha mẹ của mình Cái gì cũng bà cố bà đỡ tao nói thiệt chứ Sáng này mà không nhờ bà cố bà đỡ Thôi <laughs> đau Ừ bà cố bà đỡ Và đợt này là heo là đẻ quá cho con nhiều con Trộn nghe hoài Rồi nhờ đợt này mà may mắn Mà bà mà trúng gì ra trúng sắn trúng đậu <laughs> hai các anh chị đó mẹ theo cũng tin dữ lắm nên là đặt mục tiêu bình thường đó là chồng có mùa vụ đó là có 80 triệu thôi nhưng mà đặt mục tiêu tháng này là cái mùa vụ đó thu vô 100 triệu em nói các anh chị rằng hả trong cái xóm cái làng đó hả ai cũng bán cái vụ đó ai cũng bán cái mùa đó là tiền nó cũng bảy chục mà cũng, cũng cũng ai cũng thất thoát hết trơn mẹ theo chúng cái đợt gì không biết chúng y trăm triệu luôn Thôi à, lúa luôn lúa trăm triệu về về mẹ khoai cho bữa mẹ mẹ nguyện mẹ quán bán được đó trăm triệu về bán hơn luôn con thằng <laughs> anh chị đấy mẹ theo bữa nay cũng hay lắm tối trước khi đi ngủ là cũng nguyện cũng nguyện dữ lắm nguyện là cho con cái khỏe mạnh hồi xưa là trước khi đi ngủ là suy nghĩ lung tung không à bữa nay là trước khi đi ngủ là mẹ biết nguyện uh, cho chồng khỏe mạnh vợ khỏe mạnh Vợ chồng hạnh phúc rồi con cái khỏe mạnh làm ăn thành công thành đạt nói chung là biết nguyện lắm cầu xưa là mẹ thôi á bậc thầy không tích cực tại vì sao anh chị biết không tại vì nghe em theo nói riết cuối cùng mẹ bị ám đó ha nên là mẹ cũng thành công nhiều thứ lắm thành công là mà ước có cái ngôi nhà cái cũng có cái ngôi nhà em theo xây cho cái là ước cái gì nữa là ước um, mùa vụ đó, cái mùa nào mà trúng bao nhiêu tiền là mẹ đặt mục tiêu hết có nghĩa là trồng cái mùa vụ đó nhưng mà không biết mình bán được nhiêu tiền thì mẹ cứ cầu cho ừ ví dụ như heo luôn heo cũng heo đẻ luôn cầu cho heo đẻ bao nhiêu con <laughs> Hai các anh chị nuôi heo với lại nuôi heo với lại là trồng trọt thôi mà cũng dùng sức mạnh tiềm ẩn đó, nghe các anh chị nha ừ chứ chưa nói gì các anh chị là người kinh doanh gì thì mình ai cũng cần hết á thì em nói riết rồi cũng cần luôn thế rồi chị hai cũng theo các anh chị hai chị hai theo cũng nghe theo nói riết thôi chứ chị hai không có tham gia học nghĩa là không có một trăm phần trăm kiểu nghe ngóng thôi nghe ngóng sao không biết mà thu nhập từ 5 triệu cũng nhí lên được 10 triệu nhí lên 20 triệu thì giờ anh chị ở quê thế mà anh chị ở quê mà ai cũng có cái thu nhập mấy hai triệu 3 triệu xong cái chị hai mình cũng nghe ngóng cái đặt mục tiêu đặt mục tiêu 5 triệu xong cái chị hai nói chị ước gì chị có 10 triệu một tháng thôi cái xong nó cũng đạt được cái xong em nói sao chị không ước chị có 20 triệu đi cái xong đặt mục tiêu cái cũng có 20 triệu có nghĩa là đọc đi đặt lại riết rồi nó cũng tới đó các anh chị đúng không mọi thứ nó cũng diễn ra nó cũng sắp xếp làm sao nó cũng tới ví dụ như chỉ có thêm công việc bình thường là có một cái việc đó thôi cái bữa sau thì có người khác họ nhờ mướn họ nhờ hỗ trợ thêm có một công việc số 2 thêm cái thu nhập đó cái cái số 3 cái nguồn lực cái đầu tới có thêm các anh chị anh chị có tin tưởng hơn chứ đó là những câu chuyện có thật đó những câu chuyện nó rất là thực tế anh chị nhung mà ừ những câu chuyện đó ví là... dụ như là em em ví dụ tiền em giúp cho mẹ mình xây nhà đi em em giao cho mẹ mình bao nhiêu tiền đó nhưng mà đáng lý là xây cái nhà đó là là hai tỷ giả sử ha thì mẹ theo mới ra quyết định ra quyết định là dư lại tiền cái ra quyết định sau mà xây cái nhà nó cũng ok đúng như thế mà nó không có nó bị dư lại 200 triệu thì coi như là mẹ có thêm 200 triệu chị, anh chị thấy không ừ thì đó nó 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 đến từ cái việc là nó quyết định của các anh chị đó cho nên là các anh chị hãy tin tưởng quan trọng là anh chị phải tin mấy câu chuyện này nghe thấy tin đúng không đấy nên là phải nghe những câu chuyện thành công là vậy đó ừ mẹ theo cũng bật thầy các anh chị rồi đi làm mà quên chìa khóa đồ các thứ cũng dùng tiềm thức cái được cái chìa khóa nó rớt trong một cái đống. cái gọi là cái cái cái, cái 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 vườn thì anh chị biết gọi nó rộng thiên thang vậy mà cũng tìm ra hay vậy đó à rồi cái, cái cách số 2. nhưng mà cái đó không phải là học chiên cần giống như các anh chị đâu nha học cái đó là học lỗm đó anh chị nhà cái đó là bậc thầy học lỗm không đó bậc thầy nếu như là thấy thêm nói nói rồi rồi nghe ngóng thôi à các anh chị nghe ngóng thôi mà ra vậy đó các anh chị còn đó là bậc thầy nghe ngóng á còn bậc thầy học học chuyên gia giống như các anh chị này thì các anh chị phải khác đúng không anh chị ở đây được rèn luyện chuyên sâu rồi rèn luyện sáng trưa chiều tối rèn luyện cả chủ nhật được gặp các doanh nhân hỗ trợ thì em nói anh chị anh chị phải khác chứ à, cái thứ hai các anh chị ha nghệ thuật số 2 đó chính là nghệ thuật tưởng tượng tưởng tượng các anh chị để mà anh chị tin một cái thí dụ như là anh chị đặt một cái mục tiêu là tôi có 100 triệu là nhận đi nhưng mà anh chị không có tin được nghĩa là anh chị không có tin là mình sẽ có cái thu nhập đó, anh không có tin trong cái tháng đó công việc kinh doanh các anh chị anh chị làm rất tốt nhưng mà cái để có cái lợi nhuận đó anh chị không có tin thì anh chị sẽ làm cho em mà cái nghệ thuật tưởng tượng là một trong những cái nghệ thuật mà em xài nhiều nhất Hai anh chị ha tưởng tượng là một cái nghệ thuật mà em xài nhiều nhất tại vì tiềm thức của mình nó chỉ thích hình ảnh thôi các anh chị hình ảnh ngôn từ của anh chị nói nó không hiểu nhưng mà anh chị đưa cái hình thì nó hiểu liền anh chị đưa cái hình là hiểu phát một luôn bởi vì tiềm thức của mình nó thích thích hình ảnh lắm nghe anh chị ha bây giờ anh chị nói là là 30 tháng 5 năm 2023 tôi có lợi nhuận là 100 triệu lợi nhuận trong tài khoản của tôi ví dụ ví dụ mục tiêu đó là mục tiêu của anh chị ha mục tiêu của anh chị nha còn tùy theo mỗi anh chị đây mình có một mục tiêu khác nhau anh chị nhé Mục tiêu khác nhau Anh chị từ đang 10 triệu Thì mình lên lên 20 triệu Rồi, rồi. Đó ví dụ như vậy đi Thế bây giờ sao ạ à? Thế anh chị hình dung Anh chị trong một cái bức tranh Anh chị phải kiếm một cái bức tranh Ví dụ như là ngày 30 tháng 5 Năm 2023 đi Anh chị phải trong một cái bức tranh rõ ràng Bức tranh đó là Anh chị nhìn thấy cái gì Anh chị thấy anh chị đang Đang đi làm Hay là đang ở cái nơi Cái quán cà phê mà anh chị thích Nói chung là anh chị phải ở cái nơi nào đó Mà anh chị thích chị mặc bộ đồ mà anh chị thích và anh chị cầm cái điện thoại mình lên cái mình thấy cái số tiền nằm trong đó cái số tiền nằm trong cái tài khoản của mình luôn á anh chị là nó hiệu nghiệm ghê lắm các anh chị cái ngôi nhà em nói cái anh chị là cái ngôi nhà mình xây cho mẹ mình đấy trước đó là mấy tháng nè tại vì tại vì công việc kinh doanh của mình nó đang ok thành ra là mình mình rất là tự tin để mình đặt mục tiêu mình xây nhà các anh chị hai các anh chị ha chứ mà mình mới thì nó chắc chắn là nó chưa nhanh thì mình rất là thích cái việc là có nghĩa là mình cũng là cái người có mình thấy là cũng ok rồi đến lúc là mình phải xây nhà cho mẹ rồi Thế thì lúc đó mình mới đặt mục tiêu là mục tiêu là mình sẽ gia tăng cái tài chính mình nhiều hơn cái thu nhập mình nhiều hơn để mình tích góp mình xây cho mẹ mình cái ngôi nhà, hai cái anh chị, nhà biệt thự, mà mình nói hoài mà không làm, cái anh chị, có nghĩa là mình dự định cái đó là dự định trong suy nghĩ thôi, dự định thì anh chị biết rồi đâu có làm, cho đến một ngày cái cha mình nói, ơ, sao con nói con xây nhà, cha thấy cái nhà đâu, hai, cha bắt đầu khiêu khích, cái xong nghe cha nói xong bắt đầu mình mới ừ nha, mình nói mà mình không làm, thế là mình bắt đầu mình mới đi tìm cái cảm xúc các anh chị em không có tin, em không có tin là em xây được cái nhà Thành ra em không có tập trung vô thì công việc nó cũng đang chưa có được tuyệt vời trong cái giai đoạn đó. Đây cái nhà này xe cái gì xe hàng xuống. Cái giờ, xong cái em nói thôi bây giờ em sẽ đặt mục tiêu. Cái tự nhiên lại đặt mục tiêu thì phải có cái hình. Mà lúc đó em không có cái hình, thành ra em phải đi tìm cái hình. Vậy em lên mạng em kiếm cái hình. Em gõ là căn nhà biệt thự nhà vườn 2 tỷ như nào. Đó cái nó ra. Nó ra nhiều mẫu lắm ra mẫu xong cái mình tải cái mẫu đi về dán đầy nhà hết trơn cái mình 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 để trên điện thoại để cho mình nhớ anh chị chứ nhiều khi em mới nhớ em không nhớ là em có cái mục tiêu đó để cái điện thoại cho em nhớ để riết rồi mấy tháng sau rồi nó cũng nó cũng tới nha chị cái tự nhiên cái vào một ngày đẹp trời cái cha của mình dẫn mình đi xuống cái nhà của cái ông thầy tới cái ông thầy đó ông cũng xây cái nhà y chang vậy rồi cái xong mình đi ngang qua mình thấy cái nhà nó đúng y trong cái nhà đó Xong mới bắt đầu nói cha tới hỏi cái hỏi hỏi cái tự nhiên cái là cũng tới cái ngày đi đậu móng cái xong mới tới cái ngày xây nhà hai các anh chị nó cũng tới liền nên là các anh chị phải có cái hình Chỉ cái body của anh chị nữa cái body nữa cái body anh với anh chị muốn mình có body như nào thì mình phải có cái hình đó ha không có cái hình nó không có ra đâu các anh chị không có bên trong nó không có bên ngoài và anh chị muốn có cái thu nhập anh chị muốn trở thành ai Ví dụ như anh chị đặt mục tiêu là mình trở thành một doanh nhân Thì anh chị phải thấy được một người doanh nhân họ hàng ngày họ làm cái gì Rồi anh chị thấy, anh chị phải thấy bằng xương, bằng thịt Anh chị phải thấy họ làm cái gì mỗi ngày Anh chị mới bắt chước theo được Tiềm thức anh chị nó mới ghi nhận, nó mới làm ra được các anh chị một người mà làm ra 100 triệu là nhận là người đó phải có phẩm chất gì thì người đó chỉ là doanh nhân thôi các anh chị thì mình xem thử cái người đó là cái người như thế nào và mình đặt mục tiêu mình trở thành cái người đấy họ suy nghĩ gì họ có hình ảnh ra làm sao họ hàng ngày họ làm cái gì hàng ngày họ họ tư duy như thế nào thì anh chị chỉ cần làm sao lắp đầy những thứ đó vô bên trong thì bên ngoài nó sẽ tới thôi nên là anh chị phải hình dung hình dung ví dụ như em theo đang đặt mục tiêu em theo trở thành nhà lãnh đạo và cái doanh thu lợi nhuận của em theo ở mức đó để mà cái doanh thu, cái thu nhập thụ động mà nó ở cái mức đó thì đòi hỏi em phải trở thành nhà lãnh đạo như thế như thế. Nên là em một một mặt là mình hình dung đến cái số tiền của mình rồi nhưng mà một mặt em phải hình dung đến cái con người mà em đang đứng để em có một cái một cái đội ngũ như thế nào và em đang điều hành họ làm sao, họ đang họ họ với em đối xử với nhau như thế nào, cư xử làm sao, nói chuyện làm sao và họ thành công như thế nào. Tại vì một người lãnh đạo chỉ thành công khi những cái người đồng hành với mình thành công thôi. Thì, chị bắt đầu em hình dung đến cái cảnh là những cái người đồng đội của mình đấy. họ dư giả làm sao họ ăn mặc như thế nào. Họ đến cái buổi tiệc đó của mình họ phải sang trọng, họ phải đẹp và quý phái làm sao. Thì khi em hình dung tới những cái điều đó thì em cũng hình dung luôn thì những cái người người đồng hành với mình mà họ thành công thì thì mình mới là người lãnh đạo thành công được. Mình mới là cái người có nhiều tiền hơn được. Bạn bạn muốn có nhiều tiền thì bạn phải giúp cho người khác có nhiều tiền hơn đang à, chuyện thì bắt đầu đó là những cái bức tranh em hình dung hồi, hồi xưa hồi xưa là để mà đặt mục tiêu cho thành một doanh nhân thì em chỉ hình dung cái mục tiêu tài chính của em thôi nhưng mà bây giờ mình đặt mục tiêu mình cho thành nhà lãnh đạo và cái thu nhập của mình nó phải cao hơn đúng không ạ thì một mình mình làm thì sao mà nó nó thì nhiều người làm cùng mình thì chắc chắn là thu nhập của nó cao hơn mình giúp được nhiều người hơn Thế thì mình sẽ hình dung không những mình hình dung số tiền mà hình dung luôn À muốn trở thành người lãnh đạo thì mình sẽ hình dung luôn cái gì ạ à? Những cái người mà đồng hành với mình họ cũng thành công luôn Thế Nên là cái mục tiêu của mình bây giờ Mình không những hình dung cái mục tiêu tiền của mình Mình còn có hình dung cho hộ cho người khác nữa Anh chị hình dung không ạ à? Đấy thì đó là cái level của em đang phải trải qua Em đang rèn luyện cho nó cấp cao hơn còn như các anh chị thì anh chị đang rèn luyện để mình trở thành một một người một doanh nhân một người có thể tạo ra được dòng tiền làm chủ, làm từ chủ về tài chính đi thì các anh chị hình dung cái kết quả tài chính của mình và anh chị hình dung cái cơ thể của các anh chị cái cái con người các anh chị trở thành là ai anh chị đó không à anh chị hình dung được không uh -huh. Nên là anh chị nào ở đây mà mình đang đồng hành với theo là em hình dung hộ hình dung phụ ghê lắm các anh chị phụ cho các anh chị anh chị thành công <laughs> phụ hình dung phụ ha anh đây là em nói anh chị vô vô anh chị mở camera em thấy mặt các anh chị em mới hình dung được không thấy cái mặt không có hình dung được các anh chị ơi nhớ tắt ca mà sao thấy anh chị cái cái anh chị nào mà cứ vô vô mà ngồi trước mặt em em nói anh chị là kiểu gì nó cũng tuyệt vời tại vì sao anh chị cái hình của anh chị nó nghiêm cho tâm trí em rồi cái xong trước khi đi ngủ bắt đầu hình dung nó ừ cái chị này học chăm chỉ thế bắt đầu hình dung đến cái ngày mà chị rất là thành công chứ bắt đầu chia um, lên ăn mừng trời ơi chia sẻ hào hừng bữa nay nhìn nó thì chưa có còn được tự tin này kia thứ nhưng mà ít bữa nó lên trời ơi năng lượng ghê lắm Hào hùng khí thế chia sẻ nào là anh em với tôi thành công cái này cái kia tôi không thể là tưởng tượng được cuộc đời của tôi thật là tuyệt vời tôi rất là hạnh phúc biết ơn kể từ ngày khi tôi bắt đầu ở kiểu vậy đó hình dung phụ của các anh chị nhé và bây giờ các anh chị ví dụ như là em hình dung phụ sau khi mình mình đã mạnh lên cho mình rồi nha mình hình dung về mình nó ok rồi thì mình sẽ hình dung phụ cho người khác phụ cho ai ạ à? phụ cho con mình chồng mình cha mẹ mình như em là hồi xưa là em em tập trung về tiền của mình xong ha nó ok rồi em sẽ hình dung phụ cho cha mẹ em hình dung phụ là sao ạ à? cha mẹ em không có khỏe mạnh lắm mẹ lúc nào cũng alo con ơi bữa này mẹ bị cái này mẹ, mẹ bị cái kia cái xong là em cảm thấy là chết rồi cảm thấy là ôi mình không thể nào tưởng tượng được xong mà vũ trụ sao kỳ quá trách vũ trụ luôn chứ sao vũ trụ không có thương mẹ mình cứ cho mẹ mình bị cái này bị kêu hoài trời ha mình trách vũ trụ nhưng mà trách nó đâu có được gì đâu các anh chị ha cái xong cái bắt đầu em mới thôi bây giờ mình phải vô cuộc chơi thôi mình phải giúp mẹ mình thôi thế là em đã bắt đầu nghĩ ra một cái bức tranh có thể nghĩ bức tranh để giúp mẹ chứ thấy mẹ cứ không khỏe hoài. Thế em nói là thôi bây giờ mình phải dành một chút năng lượng của mình để mình giúp mẹ mình thôi. Và em mới bắt đầu là gì đặt cái năng lượng ra và hình vẽ ra một bức tranh. Cái bức tranh đó là um, cái khi mà em về nhà em sẽ thấy cha mẹ em chạy bộ. Thấy các anh chị. Anh chị bộ là nó ok nhất. Anh chị công nhận không? Anh chị comment đi anh chị vừa ngồi vừa comment đi không là nó nó không có tỉnh ngủ đó nha thế là em mới hình dung ra là cha mẹ mình chạy bộ tại vì sao lúc trước em không có tập trung vô em cứ nói là cha mẹ tôi khỏe mạnh cha mẹ tôi khỏe mạnh nhưng mà em không có tập trung vô anh chị đúng không mà cứ mẹ mình cứ càng ngày mẹ mình cứ gọi điện cứ nói với riết cái, cái là mình phải vô cuộc chơi vô cuộc chơi là khi nào là khi mình tập trung vô chuyện đó anh chị rõ không ạ anh chị hiểu cái chuyện vô cuộc chơi không là mình vô cuộc chơi là mình quyết để mình làm cho nó tới luôn á chứ không phải là mình làm cho có thôi không phải là mình mình nghĩ nghĩ cho vui thôi không phải là mình nghĩ cho vui đâu mà mình vô cuộc chơi là mình làm cho nó tới luôn thế là mình sử dụng em dùng cái kỹ thuật thứ nhất là kỹ thuật lặp đi lặp lại thứ hai là gì là hình dung tưởng tượng thế trong đầu tự nhiên nó léo lên một cái hình dung một cái bức ảnh đó chính là cha mẹ em chị bộ đó cái bắt đầu em mới vẽ cho nó em vẽ thêm vô cho nó nó màu sắc hơn vẽ thêm vô là em vẽ cho cha em đậu nón đó rồi em vẽ thêm nữa là cái quần của trai mặc là màu gì đó vẽ vô vẽ vô nó cho nó cảm xúc anh chị công nhận không chứ không là, là lúc mới 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 nghĩ là cái hình ảnh nó trao trụi lắm hình ảnh không có gì trơn á em vẽ thêm vô em vẽ cái áo mà em mặc là áo gì rồi em vẽ vô em vẽ là trên cái cổ của trai em là có cái khăn có cái khăn nữa ừ, kiểu như đi tập thể dục chạy bộ ra mồ hôi nhiều quá phải có cái khăn đó có cái khăn mà chạy bộ là khỏe rồi các anh chị Chị bộ là coi như là đẳng cấp rồi ha cái xong cái là mẹ em là có cái uh, mặt mang đôi giày gì chu em nói anh chị là một tháng sau một tháng sau thôi cha mẹ em khắc hẳn nha chị ơi ăn uống đầy đủ dinh dưỡng chịu ăn nghiêm túc thứ hai nữa là gì ạ à? đòi em mua cho cái mấy chị bộ trời tao nói cái này em không thể nào tưởng tượng được cái chuyện này lại xảy ra mà nhà em bây giờ đang có cái mấy chị bộ ở nhà đó trong khi mẹ em là một người không bao giờ nghĩ tới chuyện tập thể dục là như thế nào các anh chị thấy ghê không thấy sức mạnh thì mẫn bên trong anh chị ghê không và ngày hôm nay là mẹ yêu mẹ em là một cái người rất tiết kiệm tiền không bao giờ bảo em bỏ tiền ra mua bất cứ thứ gì mua cái máy gì về mẹ cũng rất là không có ok sợ tiền tốn tiền của con mà hôm đó alo biểu em mua cho cái máy chạy bộ trời em nói thiệt bái tiềm thức luôn nên là từ đó em rất là tin tưởng niềm tin của em nó tăng trưởng tại vì sao tại vì mình 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 đặt mục tiêu cho mình thì ok mình đặt mục tiêu cho mẹ nhiều khi mình cũng hơi lo lắng mình cũng hơi tin chưa tin lắm hai cái anh chị nha em nói với anh chị là mấy câu chuyện này do các anh chị niềm tin không nên anh chị phải sử dụng cái nghệ thuật hình dung tưởng tượng có một số anh chị rằng là mình đặt cái mục tiêu vào cái nhóm này luyện 60 ngày á hình dung đi anh chị em chỉ 100 anh chị là 100 anh chị giàu được anh chị hình dung cái cảnh mà anh chị vô anh chị học với anh em á anh chị cảm thấy như thế nào anh chị sướng không anh chị thấy năng lượng không rồi anh chị học xong rồi anh chị làm gì gì thấy vui như thế nào rồi thành công cuộc sống anh chị như thế nào anh chị hình dung tới cho em là nó ra hả à? hình dung mà phải, nó phải có cảm xúc nha nó chưa có cảm xúc thì dễ thêm vô giống như em nó dễ cái nón dễ cái khăn rồi vậy cái quần màu gì vẽ thêm vô để cho mình mình thấy nó rõ hơn để cho mình tin hơn và hình dung bữa nay chưa ok thì hình dung ngày hôm sau hôm sau hình dung tiếp hình dung riết rồi nó sẽ ra cái đường mòn anh chị nhung không nó sẽ tạo cái lối mòn trong tâm trí các anh chị còn chị hiền nó muốn hình dung lớp danh nhân thì chị thấy em không chị muốn trở thành một doanh nhân đúng không thì chị nhìn mấy anh chị trong câu lạc bộ anh chị nào cũng là doanh nhân thành đạt đó nên chị hình dung đến cái cảnh mà sau này mình cũng trở thành một người doanh nhân mình ăn nói nó chuyên gia rồi mình có nhiều người ngưỡng mộ yêu quý đó comment yêu quý mình rồi mình được rèn luyện những cái phẩm chất này mình được học trực tiếp được rèn luyện như thế này thế này, thế này mình trở thành một con người vậy hình dung hình dung tới và thứ thứ hai nữa là anh chị nhiều khi anh chị chưa vô cuộc chơi giống như là cái chuyện mà em hình dục em đấu định cho mẹ em á em đấu định là mẹ em khỏe mạnh mẹ em khỏe mạnh nhưng mà em đấu định 3 tháng trời 5 tháng trời mẹ em có khỏe đâu cho đến khi em vô cuộc chơi vô cuộc chơi là đã hết chịu nổi rồi mới vô cuộc chơi đấy cái anh chị có nghĩa là mẹ em than nhiều quá rồi em không chịu nổi nữa rồi em không thể nào để cho mẹ em phải chịu những cái cảm giác như thế rồi bắt đầu mình phải vô cuộc chơi nên là những anh chị nào đây mình chưa tập trung á không có sao đâu khi nào mà anh chị đau quá anh chị chịu không nổi Thì anh chị sẽ vô cuộc chơi <laughs> hai cái anh chị nha Nên là không có sao đừng có bỏ môi trường là được ừ. kiểu gì rồi cũng kiểu gì nó cũng tới cái ngày đó đó em nói thật cái anh chị em không có lo em không có lo cái anh chị nhưng mà kiểu gì cái anh chị cũng tới cái ngày anh chị vô cuộc chơi anh chị hiểu cái từ vô cuộc chơi mà khi nào bạn sẵn sàng vô cuộc chơi thì bạn mới giành chiến thắng ở đó và em nói anh chị là cái câu chuyện của mẹ em là thật sự là em rất tâm đắc luôn Em đã ra quyết định đó mà em không nghĩ là là như thế luôn Mà, mình nó đang diễn ra rất tốt anh chị Đó là cái nghệ thuật số 2 ha anh chị à? Thì anh chị có thể sử dụng cái số 3 cái, cái thứ hai đó cái thứ mẫu thứ hai đó là cái 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 là cái hiệu nghiệm nhất rồi anh chị nhá hiệu nghiệm nhất rồi thì anh chị sẽ sử dụng cái thứ ba cho em đó chính là cái phương pháp trước khi đi ngủ anh chị phải tăng tăng dùng cái giấc ngủ mà trước khi đi ngủ các anh chị trước khi đi ngủ mà anh chị nhìn thấy cái gì á anh cái gì anh chị nhìn thấy cái gì mà nó cảm xúc anh chị nghĩ tới cái gì mà nó cảm xúc thì sáng anh chị thức dậy anh chị sẽ nghĩ tới đó nhiều anh chị sẽ để ý tới cái đó nhiều đầu tiên và hồi, và bởi vì khi anh chị đi ngủ á là tiềm thức của các anh chị nó sẽ hoạt động mạnh nhất là sức mạnh phi thường của anh chị nó sẽ hoạt động mạnh nhất khi trước khi anh chị đi ngủ. có nghĩa là trong cái lúc anh chị ngủ là nó hoạt động mạnh nhất. trong lúc anh chị ngủ á, anh chị ngủ thôi nhưng mà cơ thể của anh chị nó không có ngủ, tim phổi rồi nó vẫn hoạt động bình thường anh chị thấy không? tim rồi phổi rồi tế bào rồi nó vẫn hoạt động bình thường. em hỏi anh chị cái thằng nào điều khiển như thế đó? đó chính là cái sức mạnh phi thường bên trong của anh chị đó. nên là nếu như anh chị muốn cái mục tiêu các anh chị nhanh đúng không? Thì tối đừng nghĩ gì hết trơn, tối đừng có coi cái gì nữa. Tối là chỉ có con mục tiêu thôi. Hả các anh chị. Tối là anh chị phải làm cho anh chị ở trong cái tần số đón nhận là cái tần số hạnh phúc, yêu thương biết ơn và rạo rực với cái mục tiêu của mình. Đó, đây là buổi tối em hay hướng, anh chị nào mà chưa biết thì em có hướng dẫn các anh chị là những việc cần làm trước khi đi ngủ đó anh chị nhớ vô cái zoom 10 giờ đó em hướng dẫn anh chị làm anh chị làm theo thôi trời em nói anh chị làm liên tục hả sáng chị thức dậy anh chị hạnh phúc ghê lắm cái hạnh phúc đó mà em nói anh chị là ký không ra luôn á các anh chị nha anh chị yêu đời lắm mà ngày nào anh chị cũng yêu đời thì ngày đó là thành công rồi cái gì nữa anh chị làm tất cả mọi thứ là cũng chỉ để anh chị hạnh phúc thôi mà đúng không cái người mà cái người mà thành công nhất là cái người hạnh phúc nhất anh chị làm gì không biết mà anh chị đang hạnh phúc nhất là anh chị đang thành công anh chị có nắm trong tay tiền tỷ mà anh chị không vui thì cũng vậy nên là quan trọng là mình phải hạnh phúc hạnh phúc trong từng phút giây hạnh phúc để tạo ra nhiều tiền tài của cải hơn chứ không phải là đợi tôi có tiền tôi mới hạnh phúc mời các anh chị đây là buổi tối anh chị làm anh chị, anh chị chịu làm thì sáng ngày anh chị là một ngày thành công còn tối mà buồn ngủ quá bỏ đi ngủ thì thâu rau cái ngày hôm sau là không biết nó đưa đường dẫn lối đi đâu hai cái anh chị bây giờ mình là bậc thầy rồi nên là mình sẽ làm chủ cuộc đời của mình nên trước khi đi ngủ là có vô dung hay không vô thì anh chị cũng phải tự trước từ, từ nằm đi cái giường đó là phải nhớ trước khi thiêu thiêu ngủ là phải nhớ tới mục tiêu của mình À, các anh chị để sáng anh chị thức dậy là anh chị hào hứng Nhiệt huyết Anh chị trả đến nó luôn Thế là cuộc đời thì tuyệt vời à, Các anh chị ha Ừ Trước khi đi ngủ là phải như thế để sáng ngày tuyệt vời Nên là anh chị phải sử dụng Cái nghệ thuật trước khi đi ngủ được không ạ à? Tiềm thức của các anh chị nó sẽ làm việc cho các anh chị Còn nếu như trước khi đi ngủ anh chị nghĩ tới những cái điều không tốt thì sao trước khi đi ngủ mà anh chị coi tiktok anh chị coi youtube rồi đó anh chị coi mấy cái thứ đó đi anh chị biết cái cảnh cái cảnh gì biết không cảnh là sáng dậy đó cho nó ế mỏi người anh chị luôn nên là cái gì anh chị coi cái gì trước khi đi ngủ là cũng ghê lắm nha tốt nhất là anh chị nên thủ một sách đọc một chương sách trước khi đi ngủ thì nó là nó ấm nhất ngon nhất hoặc là mình mình ghi những cái việc mình cần làm của ngày hôm sau hình dung tưởng tượng cái việc mình làm mình hoàn thành cái ngày hôm sau là nó ok nhất và mình nghĩ tới cái mục tiêu mình nhìn cái hình cái hình mục tiêu của mình có nghĩa là mình nhìn cái số tiền lợi nhuận của mình nè hoặc là chị nhìn cái căn nhà mà anh chị ao ước anh chị sẽ sở hữu nè chị hoàng nguyệt comment đi comment nó sẽ tỉnh táo hơn hai chị nha mình sẽ nghĩ đến cái căn nhà này cái cái xe nè mình coi cái hình đó mình kiếm cái hình mình coi cái anh chị là nó nó vô tiềm thức luôn à hoặc là ví dụ như là cái người cái mục tiêu mẫu anh chị đây đều có một cái mục tiêu đó mà mình kiếm cái hình mình cho nó vô mình xem cái hình trước khi ngủ xem đi các anh chị ví dụ như bây giờ em đâu cái khả năng của em đâu có việc thự chịu đô đâu nhưng mà bị bị triệu chịu đô là việc thự mà mình hướng tới thì giờ mình xem anh chị phải có cái tương lai của anh chị như thế nào nha chứ không nó tới bây giờ đó nếu mà anh chị không có vẽ ra cái tương lai của mình đi, thì cái tương lai của mình nó cũng sẽ tới bây giờ mình không xem biệt thự thì ít bữa nó tới nhà lá là sao ai biết nếu như bây giờ mình không xem biệt thự triệu đô thì tương lai nó cũng tới nhưng mà nó không cho mình cái biệt thự đó mình cho mình cái khác hay sao nên thôi mình cứ xem cho nó chắc các anh chị ha các anh chị ha body cũng vậy cái body của mình thì mình phải xem cái body của mấy cái người mà ủng ỉnh chứ mình coi mấy cái body ốm tay tay là xong thì mình có xem là biết là tương lai của mình nó kiểu gì nó tới mà các anh chị nên mình phải chuẩn bị trước cho tương lai các anh chị ha anh chị đó không ạ tương lai anh chị muốn trở thành ai thì anh chị phải xem cái người đó nhiều nhất anh chị trở thành người thành công thì anh chị ngày hôm nay anh chị phải tiếp xúc với người thành công người thành công có phẩm chất gì là mình phải có hết Mình thủ trước các anh chị mấy cái hình ảnh anh chị tiếp xúc rồi là anh chị bên chị muốn cái nhà trong tương lai Các anh chị một năm 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 nữa mười năm nữa là cái nhà nào nhà nhà lá hay là vẫn cái nhà nhà cũ đó thì cứ xem biệt thự đi biệt thự triệu đô đi thấy người ta có biệt thự triệu đô quá trời đã thì mình cứ coi đi các anh chị mình cứ ám mình đi rồi mình ra quyết định dữ dội rồi vô ai biết được tin đi lỡ mà thành công thì sao lỡ đâu năm năm nữa cuộc đời đó của mình thì sao À, các anh chị ví dụ em ví dụ như cách đây 2 năm gì trước à, em chỉ nghĩ rằng là ờ à, mình chắc mình không bao giờ mình có siêu xe nhưng mà cái người thầy của theo có chiếc xe bmw mua chặn mà chưa bao giờ mình nghĩ mình sẽ mua mua chặn các anh chị thế là vào một hôm các anh chị biết không em theo mới đi trên cái chiếc xe mua chặn của người thầy của mình trả mình đi dạo chơi người chị của mình cái xong con nhỏ kia nó chạy ra ba 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 xe mua trần kìa ba ơi ba ơi trời ơi xe mua trần ba ơi Trời ơi đẹp quá ba ơi trời ơi nhỏ nó làm mình nhỏ nó tự nhiên nó làm mình có cái suy nghĩ khác các anh chị trời ơi chẳng lẽ cái chiếc xe mua trần nó làm cho mọi người hào hứng dữ vậy hả ta trời ơi nếu mà mình cũng có chiếc xe này cái chắc chắc là mình đi ra đường chắc là mình truyền cảm hứng cho nhiều đứa trẻ nhỏ lắm sau này những đứa trẻ nhỏ đó nó sẽ lớn lên và nó sẽ rất là thành công luôn và nó sẽ có một cái ao ước Trời ơi nếu mà mình đi xe mua trần là mình ra đường chứ mình truyền cảm hứng cho người ta lắm. Anh chị biết không cái đứa trẻ đó nó làm cho nó ám ảnh em tới bây giờ luôn. Vậy em phải quyết định từ cái thời khắc đó em phải quyết định là kiểu gì em phải sở hữu một chiếc xe mua trần. Hả các anh chị? Tiền vợ mà bằng mọi giá luôn. Và cái lúc đó em theo nghĩ rằng xe mua trần nó rất là nhiều tiền mình sở hữu nó thì nó sẽ rất là phí phạm. Và này kia cái thứ. Nhưng mà từ cái đứa trẻ đó nó làm cho em cảm thấy mà khi mà em Mà cũng nhờ người thầy của mình có chiếc xe đó Mình nhật nhìn thấy Mình được ngồi lên Nên là người thầy của theo là, là, là cứ hay rủ lắm anh chị Có cơ hội là chở theo đi chơi Tại vì sao? Tại vì chở theo đi để cho theo có cảm xúc Để cho theo cũng ra quyết định được sở hữu chiếc xe như vậy Để cho để cho mình tin rằng là mình cũng sẽ có được chiếc xe đó Và người thầy của theo đã đạt được mục tiêu luôn Đó chính là gì ạ? À? Cái hôm đó là cái đứa bé nó làm cho theo là coi như Từ hôm đó là thì muốn quyết định luôn các anh chị nếu mà có sở hữu xe thì chỉ có sở hữu xe mua trần là lần đầu, đầu tiên tại vì theo sẽ truyền cảm hứng cho rất nhiều người Vậy giống như người thầy của mình đã truyền cảm hứng cho mình và theo đã mua xe rồi các anh chị ha thì nó cũng sắp về việt nam rồi đó khi nào về thì em sẽ báo với anh chị xem chơi cho vui ok mà và theo sẽ bắt đầu chở những cái người đồng đội của mình đi để cho họ cũng họ cũng được cảm xúc giống như mình các anh chị nó tuyệt vời lắm các anh chị ạ nên là anh chị phải chơi với người thành công và tất cả anh chị đây là anh chị nào có mặt trong nhóm danh nhân nhóm rèn luyện danh nhân là anh chị đang chơi với các danh nhân anh chị càng thành công họ càng chơi thân với các anh chị nha dụ như các anh chị mới tới em chưa có để ý các anh chị nhưng mà anh chị thử anh chị càng vô chuyên sâu anh chị càng thân đi anh chị càng thành công nên anh chị càng càng lớn lên đi là em sẽ càng thân với các anh chị hơn để giúp các anh chị đi mạnh hơn nữa Ví dụ như những anh chị mới tới Em đâu có em đâu có gặp các anh chị nhiều đâu đúng không Nhưng mà anh chị Những anh chị mà nhóm rèn luyện nhanh nhanh Cho em gặp họ có ngày luôn á các anh chị Gặp cả ngày luôn á Ngày nào cũng gặp chứ Ngày nào cũng hỗ trợ Quá trợ thứ Ở đây là các anh chị cần phải gì ạ Có những cái hình ảnh nè Trước khi đi ngủ nó tuyệt vời lắm các anh chị cái hình ảnh nó quan trọng lắm và em cái việc mà em trở thành người lãnh đạo cũng vậy người thầy của em là một nhà lãnh đạo kiệt xuất và ngày nào em cũng gặp anh ấy quan sát nhìn nhìn ở trên dung nhìn qua lời nói cái cách mà họ đấu nhân xử thế với mọi người cái cách mà họ làm công việc cái cách mà họ nghĩ và họ tư duy về công việc như thế nào thế tự riết từ từ cái rồi mình cũng bị nhiễm từ một người thành công luôn okay, nha chị hai cái gì ha nên là cái người mà anh chị tiếp xúc nó quan trọng lắm cái người anh chị chơi nó quan trọng lắm là chơi với ai là mình cũng phải nhìn trước ngó sâu các anh chị ha xem thứ họ là ai họ là người như thế nào cái thứ mà anh chị coi nó cũng quan trọng lắm không phải là muốn coi gì là coi đâu mở cái video ra coi thì coi thử mình coi xong cái video này là cuộc đời của mình đi về đâu cuộc đời của mình là trở thành doanh nhân hay là trở thành ai ha anh chị ha đó và một cái phương pháp tiếp theo với anh chị đó là phương pháp quả quyết phương pháp quả quyết Rồi khẳng định đó như là anh chị phải khẳng định cái gì anh chị muốn là anh chị phải khẳng định một trăm phần trăm chị phải quả quyết với nó bây giờ ba mươi tháng 5 năm năm hai nghìn hai mươi ba tôi có lợi nhuận là một trăm đồng cho khoản tiền của, của tôi Chị phải quả quyết lên Chị đừng có cái kiểu mà cái Xong cái tiếng nói nhỏ bên trong Nó ư bày làm gì làm gì Xong cái anh chị Nhu nhược lại Cái anh chị phải đặt tay lên ngực Nó là tối là người thành công Chị phải khẳng định Không có có đường lùi Không có quay lại Mỗi khi nó quyết cái gì là Nó quyết là đi thôi Chứ không có quay lại Và anh chị hãy tập cho mình Cái thói quen là gì ạ à? Là một người dứt khoát Nếu anh chị muốn sử dụng Cái nghệ thuật này Thì anh chị phải tập cho mình là một cái người dứt khoát không có hai đường anh chị đó không không có hai lòng không có hai đường Ví dụ như là mình đang muốn cái này đúng không mà người khác muốn cái kia cái xong là cái anh chị đậu ý bao nhiêu số anh chị đây mình coi thứ là mình có cái thói quen là hay đậu ý không nếu như mà anh chị là người hay đậu ý á thì anh chị phải xem lại chỉnh sửa lại nghe hai cái anh chị ví dụ như có một số người họ bây giờ bạn muốn ăn gì cái anh chị nói ăn gì cũng được thấy cái món gì nó cũng ngon món này nó cũng ngon nhưng chọn gì ta không biết chọn gì hết. hai cái anh chị thì đó là anh chị đang thuộc cái tiếp người là không có không có quả quyết nhưng mà em để ý Những người thành công á khi mà họ chọn món ăn á là họ xem xong rồi đúng không tôi ăn cái này ăn cái này ăn cái này ok kêu xong lại chị vô không chứ không có kiểu là Ê hey, bạn ăn gì vậy rồi rồi ủa cái này ngon không ta rồi cái này nó có ngon không rồi cái này nó làm sao rồi cái này nó làm sao họ tới hỏi lui hỏi ngoại cũng không kêu luôn anh chị vô không Đây là mình và là người mình biết mình muốn cái gì thì mình mình quyết cái đó rồi cái đó là của mình thôi Nên là cái vụ quả quyết này em thấy nhiều anh chị gặp lắm nửa muốn đi nữa muốn ở đi hay không đi chắc chắn là nó sẽ có những cái thứ mà mình sẽ liên tiếp đúng không ạ còn ở thì ok nó nó không có liên tiếp gì hết nhưng mà nó lại không có được những cái thứ mới của mình thì bây giờ mình coi thứ mình cần gì mình cần cuộc sống mình đang thay đổi ok đi không quay đầu không có đường lùi đâu các anh chị ha không có cái chuyện mà quay đầu là bờ đâu, cái lựa chọn nào á, nó cũng có cái được cái cái không được hết á, nhưng mà mình sẽ đưa ra cái lựa chọn mà nó đưa cho mình hướng lên cái anh chị, hướng lên, chứ mà cái người mà cứ vòng qua vòng lại cái người nó không có đi đâu được các anh chị nha, anh chị hãy để ý thử, xem thử rằng là trong cuộc sống của mình ấy khi mà chọn lựa một cái gì đó là mình có quả quyết không? hay là mình còn dòng do tứ quý và cứ uh, giao cho người khác quyết định cuộc đời của mình mà cứ giao cho người khác quyết định dùm không à và ăn cái gì ở thi cái chọn đi ăn cái gì chả được không có được nha mà từ nay là cái món ăn của các anh chị anh chị phải tự chọn cái đồ ăn vô người của bạn nó sẽ quyết định cái body của bạn là bạn phải tự chọn cái công việc của mình mình làm mình phải biết cái công việc nào nó giúp cho mình thành công lên thì mình cũng phải là người tự chọn mình không thể nói rằng, ừ công công việc để đưa Từ thời gian của các anh chị trong một ngày thời gian của mình là của mình mình không thể nào để ai dắt mình đi là đi thời gian đó của mình là mình làm gì là mình phải có kế hoạch sẵn rồi không cái xong cái ví dụ như anh chị có kế hoạch là ngày chiều nay mình học dung mình sẽ làm rèn uh, luyện để mình uh, để hành doanh nhân này kiến thứ cái xong cái có cái người tới rủ rủ anh chị đi nó là em bây giờ em phải đi cái này cái này vui lắm cái xong cái mình bỏ luôn mình đi nhưng mình phải quả quyết không hôm nay em có hẹn rồi nhưng mà cái này nó vui lắm em mà em đi đi không bữa nay em có hẹn rồi bữa nay em có lịch rồi không bữa nay em có lịch rồi chứ không có kiểu là bây giờ đi không ta anh chị nói không ạ à? cái gì mình đã sắp rồi là mình phải làm mình đã quyết rồi thì mình phải làm các anh chị đó là cái cái quả quyết thì đó là những cái cái nghệ thuật bốn cái nghệ thuật này có thể giúp cho các anh chị gia tăng cái niềm tin về cái mục tiêu của các anh chị được không ạ à? sau khi các anh chị tin tưởng rồi thì em nói với anh chị là mọi thứ nó sẽ dẫn lối cho các anh chị để đạt được cái mục tiêu của mình ok không ạ à? đây là cái bước này là cái bước mà rất hiếm anh chị nào làm được anh chị phải tập làm đi tập quen nha rồi cảm ơn các anh chị đồng hành với tôi buổi sáng ngày hôm nay à sau khi kết thúc zoom thì mời nha anh chị nhóm rèn luyện mình sẽ vào cái rèn luyện về uh, body của mình nha rèn luyện về sức khỏe tràn đầy năng lượng ha Được rồi cảm ơn các anh chị đã có mặt với theo trong buổi sáng ngày hôm nay hẹn gặp lại các anh chị trong những cái buổi chia sẻ buổi trưa và buổi tối sẽ có những người thầy và cũng như là các doanh nhân trong câu lạc bộ hỗ trợ các anh chị thêm ạ à. cảm ơn các anh chị đã luôn tin tưởng và đồng hành ạ à. I love you I love you I love you thank you và xin các anh chị mở mic chào nhau nha tôi là một doanh nhân em hóa vàng tôi là người thành công tôi là, người... tôi tôi là một doanh nhân tôi là người thành công